Khán giả lưỡng lự trước ngày mở bán vé concert Blackpink tại Việt Nam. Vé concert Blackpink tại Việt Nam sẽ được mở bán vào ngày 7 tháng 7. Trong khi đó, một số khán giả vẫn ở trạng thái lưỡng lự, chưa quyết định có nên mua vé hay không. Vào ngày 7 tháng 7, vé concert Blackpink sẽ chính thức mở bán vào lúc 12 giờ và 14 giờ cho hai ngày diễn tương ứng 29, 30 tháng 7. Trước những tranh cãi đang xuất hiện nhiều trên mạng xã hội về sự kiện, nhiều người hâm mộ tỏ ra phân vân, chưa thể quyết định mua vé. Trong khi đó, số khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng để săn vé vào ngày mai. Lưỡng lự trước buổi mở bán vé, Đỗ Khánh Linh, 23 tuổi, Hà Nội, cho biết, tôi có dự định sẽ thử mua vé. Tuy nhiên, tôi xác định mua được thì đi, không thì thôi. Giống như nhiều người hâm mộ Blackpink, Khánh Linh cảm thấy rất vui và hào hứng khi nghe tin nhóm nhạc về Việt Nam. Tuy nhiên, tâm trạng của cô bị ảnh hưởng khi có quá nhiều thông tin bị tiết lộ trên mạng xã hội. Khánh Linh chia sẻ vài ngày trước, bản thân rất phân vân không biết có nên tham dự buổi biểu diễn hay không. Thậm chí, cô định từ bỏ buổi biểu diễn nếu Eager Entertainment không lên tiếng đính chính về danh sách bài hát trong concert. Ngoài ra, Khánh Linh nhận định chi phí để chi trả cho một tấm vé khá cao. Cô xác định chỉ có thể chi trả từ 1 đến 2 triệu đồng cho buổi biểu diễn. Mua vé với chi phí thấp như vậy thì không thể nhìn thấy thần tượng được, Khánh Linh nói. Giống như Khánh Linh, Huy, 24 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, phân vân vì giá vé khá cao. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định sẽ thử săn vé. Huy nhận thấy sau khi có những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, ban tổ chức đều đứng ra lên tiếng giải thích. Điều này khiến anh quyết tâm săn vé và cảm thấy an tâm hơn khi tham dự buổi biểu diễn. Trong đợt mở bán vé ngày mai, Huy hướng đến vé ở Zone Gate 3, có giá 3,8 triệu đồng. Đây cũng là số tiền mà Nguyễn Sơn Tùng, 24 tuổi, Hà Nội, sẵn sàng chi trả để được tham dự buổi concert của thần tượng. Tôi thực sự rất thích Rose nên chỉ cần được nhìn thần tượng tận mắt là đủ, Sơn Tùng chia sẻ. Anh đã chuẩn bị sẵn tài khoản và tiền để có thể mua được vé ngay khi mở bán, sẵn sàng chi 20 triệu đồng để săn vé. Nhiều người hướng đến vé khu vực Gate 3,4 và 5 do phù hợp với tài chính của bản thân. Trong khi đó, một số người hâm mộ sẵn sàng chi trả số tiền lớn để có vé VIP. Ngọc Nguyên, 24 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, dự định chi 20 triệu đồng cho đợt mua vé lần này. Anh hướng đến vé khu vực VIP để được nhìn thấy rõ thần tượng. Trước đó, vé VIP tại concert Blackpink ở Hà Nội, Việt Nam từng là chủ đề gây tranh cãi. Vé VIP cho khán giả Việt Nam có quyền lợi là khu vực riêng, bộ ảnh thẻ bo góc, quà tặng đi kèm, ưu tiên xếp hàng riêng và check-in sớm. Vấn đề khiến người hâm mộ tỏ ra khó chịu là không được sao check, tổng duyệt, kiểm tra âm thanh. Mặt khác, với số tiền tương tự, khán giả mua vé VIP ở Thái Lan được xem Blackpink trong quá trình sao check. Vấn đề về quyền lợi cùng giá vé khiến nhiều người hâm mộ quyết định không mua vé vào phút chót. Khi biết tin Blackpink về Việt Nam, Mai Ngọc, 22 tuổi, Hà Nội, đã định sẽ săn vé Zone Gate 3. Cô cho biết bản thân đam mê pop và từng dự nhiều buổi biểu diễn của các thần tượng Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước ngày mở bán vé chính thức, Mai Ngọc quyết định không mua vé. Mức giá cao hơn dự tính trở thành một trong những lý do khiến cô từ bỏ buổi biểu diễn. Ngoài ra, Mai Ngọc chỉ ra rằng một số thông tin về ban tổ chức làm ảnh hưởng đến tâm lý người hâm mộ. Ngày 7 tháng 7, vé concert sẽ chính thức được mở bán. Trong khi đó, người hâm mộ Blackpink tại Việt Nam vẫn đang có những ý kiến trái chiều về việc mua vé.